sống hay chết. Tại sao mọi việc trong phim lại phi lý đến vậy? Tất cả những kịch bản này thật ngớ ngẩn. Cindy đã hôn mê 3 năm rồi. Máy EKG phát ra tiếng bíp. Xung quanh cô ấy đầy ống thở và băng gạc. Cô ấy sống phụ thuộc và không có cơ hội tỉnh dậy. Nhưng đây là phim, Cindy sẽ không bỏ cuộc như vậy. Hôn mê à, không sao đâu. Cô ấy tỉnh dậy như chưa có chuyện gì. Hơn nữa, cô ấy có trang điểm, có một kiểu tóc và bộ móng thật đẹp. Trông như cô ấy mới vừa trở về từ tiệm làm đẹp. Có một tạo mẫu trong phòng của cô ấy sao? Cô ấy xinh đẹp và đầy năng lượng. Cô ấy tháo các ống thở và băng gạc. Gấp làm gì? Có bữa tiệc sao? Nếu không thì bạn trang điểm làm gì? Và tất nhiên không ai nói với cô ấy về việc hôn mê. Như thế này, năm 2020 sao? Phim kinh dị thì lại khác. Có một cái kịch bản giống nhau cho nhiều phim. Một nhóm bạn đang có không gian vui vẻ. Đột nhiên có nhiều tiếng động đáng sợ từ bên ngoài. Bạn thấy gì không? Ngoài cửa sổ, ai đó ở bên ngoài kìa. Ô chúa ơi, chúng mình rất sợ. Nhưng chúng mình vẫn ra ngoài xem thử. Không vũ khí, nhưng có điện thoại. Nếu các bạn đi cùng nhau, các bạn sẽ luôn an toàn. Nhưng theo quy tắc phim thì luôn có ít nhất một người sẽ tách ra riêng. Nhìn này, họ là một đôi tuyệt vời. Nhưng kỳ lạ là họ luôn đi theo những hướng khác nhau. Tại sao chứ? Họ không biết từng người một sẽ rất dễ bị tấn công sao? Thế đấy, và chúng mình không cần xem thêm nữa. Rõ ràng là sẽ chẳng có gì tốt đẹp sẽ xảy ra. Nhân vật chính trong phim La Hét là một tình huống điển hình. Cô ấy chỉ là dẫm vào phân chó thôi. Nhưng trong phim điều này nghĩa là bạn gặp vấn đề lớn rồi. Bạn phải giơ hai tay lên trời và hét lớn. Và góc quay từ phía trên sẽ làm mọi thứ trông tuyệt hơn. Thomas trông như anh chàng bình thường. Nhưng nếu gặp phải sự tấn công, anh ấy có thể đánh bại họ ngay lập tức. Nhưng cuộc đánh đấm này rất khác với đời thực. Đầu tiên sẽ có một cuộc nói chuyện dài về tại sao họ lại đánh nhau như vậy. Và sau đó kẻ xấu sẽ lên từng người một. Họ thay phiên nhau lên đánh. Rõ ràng là họ không thông minh rồi. Thật dễ để đánh bại họ. Nhưng kẻ xấu này thật cả tin. Và anh chàng này có súng. Nhưng vì lý do nào đó, anh ấy không nổ súng. Bây giờ anh ấy đã an toàn rồi. Chuyện gì với họ thế này? Họ không biết những mánh khóe sao? Giống như họ chấp nhận thua để trở thành kẻ phản diện. Anh ấy đã đánh bại những kẻ xấu. Vậy bạn mong chờ điều gì? Khi nhân vật chính chết trong phim, điều đó sẽ làm mọi người khóc. Nhưng khi người sắp chết có điều quan trọng muốn nói, và chúng mình sắp biết được bí mật của kho báu. Tình tiết không độc đáo, nhưng nó cũng không tệ. Và phần gây khó chịu đây, người anh hùng nói mọi thứ trừ những kho báu được cất giấu. Bạn nín thở chờ đợi những bí mật của kho báu xưa. Nhưng không, ông bạn đột nhiên mất đi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cái chết có thể bị hoãn lại. Kinh điển! Thật căng thẳng, nhưng không phải lúc này. Tình huống trở nên căng thẳng hơn. Và bây giờ nó gây khó chịu đấy. Anh ấy tỉnh lại. Nước! Liệu họ có cơ hội tìm ra sự thật không? Khi bí ẩn cuối cùng được giải quyết, bạn có thể sẽ có một cuộc phiêu lưu. Nhưng bộ phim có lẽ sẽ không thú vị nếu nó bắt đầu với những cảnh nhàm chán như vậy. Một cảnh rượt đuổi sẽ rất thú vị lắm đây. Trông như một chương trình xiếc. Lộn nhào và nhảy. Mọi người trong phim rất nhanh. Trông như họ đã được huấn luyện kỹ càng.
chạy xuống cầu thang sao? Ồ, thôi nào, nó trông không ấn tượng vậy đâu. Tin hay không thì anh ấy cũng đã đuổi kịp kẻ xấu rồi. Ồ không, anh ấy lại làm nó. Tại sao anh ấy lại làm động tác ấy? Là một động tác vỏ sao? Sẽ trông thật ngu ngốc nếu không nắm lấy cơ hội. Trong lúc đó thì kẻ xấu đã chạy mất tiêu rồi. Này, người đâu rồi? Ồ không, mình lại không bắt được. Tất nhiên là kẻ xấu đã chạy trốn từ lâu rồi. Bạn chỉ nên chạy thôi, đừng làm những động tác vỏ ấy để làm gì. Cindy có một ngày thật tệ. Tiếng ồn trên gác mái khiến cô ấy tỉnh giấc. Và đây là cách những bộ phim kinh dị bắt đầu. Bạn cần sự giúp đỡ của ai đó, hoặc bạn nên gọi cảnh sát. Nhưng tại sao? Đó chỉ là gác mái. Có lẽ cô ấy muốn gặp một kẻ giết người. Tất nhiên cô ấy sẽ làm thế. Cô ấy thật dũng cảm. Và đó là ý kiến rất rất tệ đấy. Chuyển động chậm trong phim xảy ra trong mọi cảnh. Tại sao cần phải chuyển động chậm trong phim hài lãng mạn? Để nhấn mạnh tình tiết phim sao? Có thể để biến một cuộc đi bộ bình thường thành một hành trình thú vị, hoặc để thể hiện mái tóc đẹp dưới gió. Tình tiết này không gây khó chịu, nó rất buồn cười đấy. Này, sao chậm chạp thế? Đợi! Không, bạn chắc chắn không bắt kịp anh ta đâu. Mỗi phim kinh dị hay hành động đều có một cảnh về mật mã. Đặc biệt Colin có một vấn đề khó cần giải quyết. Cô ấy cần tìm ra mật khẩu. Bởi vì ổ cứng này chứa những bí mật xấu xa nhất của hành tinh. Nhưng kinh nghiệm của một đặc vụ sẽ giải quyết được vấn đề. Có quá nhiều manh mối quanh đây. Phải ngày sinh nhật không ta? Cha cha cha, dấu vết trên tấm lịch sao? Và không đời nào, nằm trên bức tranh. Tất nhiên rồi, nhập mật mã. Gì, không đúng à? Ú, mật mã đây rồi. Tại sao những kẻ xấu trong phim lại ngớ ngẩn thế? Họ lại để mật khẩu ở nơi dễ thấy nhất. Hoặc có đặc vụ quá may mắn đi. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Vị thám tử này đã cố tìm kiếm bí mật 2 tháng nay rồi. Anh ấy im lặng và công bằng. Hẳn đây là một người đơn độc không ai muốn làm bạn, như bị cách ly xã hội vậy. Nhưng vấn đề đây rồi, ngay cả người xem cũng tìm được ai là tội phạm. Và nhân vật chính cũng không thể giải được câu đố đơn giản này. Trong phim anh ấy vậy mà rất thông minh đấy. Điều lạ là nhân vật phản diện luôn lướt qua nhân vật chính mà họ cũng không biết. Mình nghĩ mình sắp giải quyết nó. Chào hàng xóm. Vì một vài lý do mà nhân vật chính trong phim luôn bỏ qua các chi tiết quan trọng. Và anh ấy không thể thấy những gì diễn ra ngay cả kế bên mình. Một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu. À, đây rồi, tìm ra rồi. Yeah, đúng đấy, nhưng muộn quá rồi. Một trận đấu kiếm trong phim thật thú vị nhỉ? Nhưng có quá nhiều tình tiết vô lý, gây khó chịu. Cuộc tranh cãi, đe dọa và những thanh kiếm phát sáng. Và thế đấy, yeah, tất cả đều rất đẹp nhưng hành động đâu? Cuộc đấu bị gián đoạn bởi cuộc trò chuyện. Không tốt đâu. Trông họ như đang hẹn hò. Và sau đó họ đi vòng vòng. Họ đang lườm nhau nhưng không ai tấn công trước. Mình đang chóng mặt đây. Và họ vẫn tiếp tục. Vậy khi nào mới đấu với nhau? Có lẽ trong nửa sau của bộ phim. Thật dễ dàng để các anh hùng đấu với những kẻ xấu. Bắn hàng trăm phát súng mà không đổi góc độ bắn. Với phim siêu anh hùng, đó là tình tiết vô lý. Và quan trọng là giữ bình tĩnh và tập trung. Và sau đó đi ra khỏi đó với âm nhạc vang lên. Bạn còn có thể làm gì nếu bạn vừa cứu toàn thành phố chứ? Trong phim, các anh hùng thường sử dụng xe của người khác. Không vấn đề gì, họ chỉ mượn thôi mà.
đấy không phải trộm đâu, tất cả sẵn có thôi, chỉ cần lên xe và lái đi, trông như phim hoạt hình. Chìa khóa sao? Ai quan tâm? Nhân vật chính biết rõ cách trộm xe. Chỉ cần kết nối với dây rồi đi. Ủa? Có gì đó sai sai. Và nếu xe đó không hoạt động, bạn có thể đổi xe khác. Cái này tốt hơn này. Phim hài lãng mạn có nhiều điểm phi lý. Có một trận cãi nhau và rất ồn ào. Nhưng cảm xúc còn mạnh mẽ hơn sự ồn ào. Chỉ có anh ấy và cô ấy. Và ngay cả khi thế giới tận thế, quan trọng là nụ hôn say đắm. Phải chắc chắn là mọi người thấy được nước mắt của bạn. À, thật ngọt ngào. Bạn có thích các tình tiết phim này hay không? Bạn đã từng xem phim các tình tiết như thế này chưa? Những chi tiết nào trong phim khiến bạn khó chịu? Hãy nói cho chúng mình biết nha. Và đừng quên cho video này một like, đăng ký kênh và nhấp vào chuông để không bỏ lỡ những video thú vị đến từ kênh Trôm Trôm Select.